Chào mọi người, mình tên là Thanh, mình đến từ Mỹ. Hôm nay mình tới đây để cắt chỉ. Cái dịch vụ của mình là sụn sườn toàn phần và cắt mí. Mình đã từng nâng mũi được 2 lần và lần đầu thì nó bị ngắn nên mình mới làm lại. Và mũi mình lần thứ 2 thì mũi mình bị dị ứng với lại chất liệu nên mình rút ra. Khi mà mình rút ra được một thời gian thì cái mũi của mình nó từ từ nó co ngắn lại và nó bị hất. Nhìn rất là kỳ nên mình không có được tự tin cho lắm khi gặp mọi người xung quanh mình. Sau đó thì mình vô tình mình có những cái video clip của bác Phương, và mình coi tất cả các video của bác và mình thấy có nhiều ca giống mình nên mình quyết định book vé về Việt Nam gặp bác Phương. Mình theo dõi bác Phương được khoảng 2 tháng, mình cũng có coi một số video clip của một số người khác nhưng mà mình không có coi nhiều, chỉ có bác Phương thì mình coi tại vì có nhiều cái ca giống mình biết là bác có thể làm được cho mình. Mình về Việt Nam chủ yếu là để nâng mũi, không có mục đích gì khác. Mặc dù là mình chưa có thấy sự thật ở ngoài đời nhưng mà mình tự tin mình book vé về để gặp bác. Trước khi phẫu thuật mình nghĩ là chỉ bớt được một phần nào thì mình cũng đã happy rồi, nhưng mà mình thật là không ngờ khi mà cái ngày tháo nẹp và cắt chỉ xong á thì nó ngoài sức tưởng tượng của mình. Mình rất là hài lòng về kết quả này. Cái mũi của mình á thì nó kín hơn, nó thon và nó dài hơn. Cái đầu mũi của mình nó không có còn bị hất nữa và cái mí mắt của mình thì nó rõ hơn, nên mình rất là thích cho mình gửi lời cảm ơn rất nhiều đến bác sĩ. Trong quá trình mình làm thì nó rất là bình thường, nó không có gì gọi là đau đớn, nó rất là nhẹ nhàng. Nếu như mà ai mà bị tình trạng giống mình hoặc là có ý nghĩa nâng mũi hoặc cắt mí mắt thì xin mọi người cứ mạnh dạn tới đây gặp bác làm rất là đẹp. Rất là nhiều người khen mình và mình thấy rất là hạnh phúc. Mọi chồng mình khen mình, con cái, 2 con của mình khen mình, nhìn mami đẹp ra. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.